Ok, xin giới thiệu với các bạn, đây là con chim cu sinh sản, kiêm chu khách, chim cu khách, mình sẽ điều khiển nó ngay bây giờ. Ngu, ngu đi cho các bạn xem. Gù con mái rồi, gù con mái rồi. Đó. À, lúa này mầm rồi, chim ăn này. Ok.